À vâng, à, xin chào các bác anh em nhé. À, rất lâu rồi thì bên em chưa ra cái video về cái dòng khoan bốt ba chức năng hàng loại 1 Trung Quốc này. Thì để vừa rồi thì bên em cũng nhập về khá nhiều dòng khoan bốt loại 1 này nhé. À, để phục vụ cho anh em thì hôm nay em là lên sóng video máy khoan bốt ba chức năng hàng loại 1 Trung Quốc cho anh em. Để các bác anh em phân biệt ra những cái dòng hàng loại 1 này 2 thì trước tiên nhìn vào cái vỏ máy, cái form máy hàng loại 1 này 2 nó sẽ khác hẳn nhau. Loại 1 thì nhìn cái form máy nó rất là chắc chắn và nhựa, nhìn cái vỏ nhựa này thì nó rất là đồng đồng khớp này, đồng đều này, màu nhựa nó rất là sáng này. Và thứ hai nữa là cái dây dẫn điện của nó này, cái dây dẫn điện của nó thì nó rất là dài, hàng loại một của nó dây dẫn điện nó dài gần 4 mét cơ, 4 mét đấy các bạn, đấy các anh em ạ. Thì hàng loại một của nó thì dây dẫn điện của nó 4 mét cơ, hàng loại hai thì dây dẫn điện của nó có 2,7 mét hoặc là 2,9 mét thôi, rất là ngắn đấy, phổ biến cho anh em là như vậy. Riêng hàng loại 1 thì chất lượng hơn hẳn luôn hàng loại 2. Thì giá nó chỉ chênh nhau có một vài chục nghìn đồng thôi, là không đáng kể lắm. Thì hôm nay bên em tiếp tục về thêm khoảng tầm 200 máy khoan bốt này. Thì hôm nay xả hàng cho anh em nhé. Giá thời điểm cái thời điểm một năm trước và một thời điểm một năm nay thì giá sản phẩm nó đã thay đổi theo thị trường rồi. Các anh em không thể là để so sánh giá năm năm trước đối với năm nay được, đúng không ạ? Cũng giống như anh em mua điện thoại hoặc là mua đất, mua xe như vậy. Thì giá năm ngoái thì nó sẽ rẻ hơn nhưng năm nay thì nó sẽ đắt hơn khoảng một vài chục. Thì hiện tại đối với cái dòng khoan bốt này ba chức năng này bên em đang giảm giá còn có 750.000 đồng thôi. 750.000 đồng thì anh em được bao ship tận nhà, anh em được thử máy, anh em được bỏ máy ra thử máy ok, rồi mình mới thanh toán tiền cho bưu tá nhé. Đặc biệt đợt này thì anh em mua khoan bốt thì bên em sẽ tặng kèm cho anh em này ba mũi khoan, tức là 6, 8, 10. Đây mũi khoan 6 này, mũi khoan 8 này và mũi khoan 10. 6 này, 8 này, 10. Và đây là cái thước đo tâm này. Đấy. Thì trong chương trình này thì bên em sẽ tặng cho anh em ba cái mũi khoan 6, 8, 10. Còn mũi đục thì sẽ không có nhé. Nếu mà mũi đục thì anh em có nhu cầu thì bên em sẽ mua hộ cho anh em mũi đục. Mũi đục thì nó cũng rất là rẻ thôi. Nó có 20.000 đồng đến 25.000 đồng một chiếc mũi thôi. Đấy, còn trong video này thì bên em bán máy khoan bốt này chỉ tặng cho anh em là ba mũi 6, 8, 10 nhé. Tất cả những cái dòng khoan bốt thì nó ba chức năng thì hầu hết nó cũng như nhau hết. Như hàng loại 1, hàng loại 2 thì nó sẽ chất lượng nó sẽ khác hẳn nhau. Đây là hàng loại 1 này, tem dập đúc liền thân này, bốt này, GBH2-26DRE này, professional này, nút đảo chiều này, đấy, nút đảo chiều này, cò bấm này, đây là cò bấm nhé. Cò bấm này là có điều tốc anh em nhé, khi anh em bấm kịch thì máy nó sẽ hoạt động hết công suất và khi anh em bấm nhả dần ra thì nó sẽ giảm dần và nó sẽ hết công suất. Đây là nút khóa cò này, anh em bấm là sang nút bấm vào đây là nó khóa sẽ khóa cò nhé. Đấy, bấm kịch này, bấm nút này nó sẽ khóa cò này. Và thứ hai nữa, cái bốt của nó là hàng loại 1 thì cái tem của nó rất là bắt mắt, rất là xịn này. Bốt này, mã đây là mã sản phẩm này, mã theo hãng của máy này, điện 220V này, 50/60Hz này, công suất của máy là 800W nhé. Đấy, các cái mã code này, made in Germany này, tức là bốt này là công nghệ của Đức và sản xuất tại Trung Quốc nhé, hàng loại một anh em nhé. Bốt dập liền thân này. Đấy. Đối với những cái mũi khoan thì nó sẽ theo cái chất liệu của nó. Ví dụ anh em mũi khoan búa này hoặc là khoan này thì cái phi của nó là 4 đến 26 mm này. Hoặc là anh em đây là khoan gạch nhá, khoan gạch này. Đấy, còn khoan này khoan tổng hợp này, 4 đến 26 này, còn khoan gạch này 4 đến 68 mm. Đấy. Theo từng chất liệu một, mũi khoan này, búa này. Thì chọn bộ thì bao gồm một máy khoan bốt này, 2-26DRE này, một hộp đựng sản phẩm này, một tay cầm trợ lực này, thước đo tâm này. Đấy, và đặc biệt là tặng kèm cho anh em ba mũi khoan 6-8-10. Giá thì năm nay có nhỉnh hơn năm ngoái một chút, là hiện tại khoan bốt này bên em đang để giá giảm giá cho anh em còn có 750.000 đồng thôi. 750.000 đồng anh em được bao ship tận tay. Nhân hàng mình được bỏ máy ra thử máy ok rồi mình thanh toán tiền cho bưu tá nhé. Hộp đựng sản phẩm rất là chắc chắn này. Đấy. Hộp đựng sản phẩm rất là chắc chắn nhé. Khoan này, khoan bốt này thì bên em sẽ bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng, lỗi đổi mới trong vòng 15 ngày đầu tiên sử dụng. Những cái sản phẩm những anh em trước đây đã mua khoan bốt của em ấy thì có những khách hàng người ta mua một tháng 3 4 máy khoan bốt để chạy công trình hoặc là những anh em làm thầu công trình mua khoan bốt của em rất nhiều nhé. Nên các bác cứ yên tâm, hàng khoan bốt của bên em là hàng loại 1 Trung Quốc. Nói thẳng luôn cho anh em là hàng loại 1 Trung Quốc. Không có hàng bốt Đức của nó không có giá khoảng 700-800 nghìn đồng hoặc là giá 1-2 triệu đâu.
riêng bút đức của nó phải tầm 3 triệu 2 đến 3 triệu 4 một máy đấy, vì nhập về Việt Nam này có phải thuế này, tiền vận chuyển này từ châu Âu về Việt Nam này, hoặc là thuế về giá trị gia tăng VAT này, nó rất là đắt. Còn nếu mà dòng khoan bốt của Trung Quốc mà hàng loại một thì chất lượng nó rất là tốt, tương đối thì giá nó chỉ tầm khoảng tầm dưới 1 triệu thôi. Thì đối với cái dòng khoan bốt loại một Trung Quốc này, bên em đang để giá có 750.000 đồng là bao ship cho anh em. Thì các bác anh em có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ về số điện thoại của em ở trên màn hình là 0975 842 993 và 0326 51 330 nhé. Hoặc là để lại số điện thoại dưới video này, bên em sẽ có nhân viên tư vấn cụ thể cho anh em. Vâng, em xin kết thúc video tại đây. Xin chúc các bác các anh em có sự lựa chọn ưng ý nhé.